Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với lại các cái công cụ, tính năng cơ bản ở trong phần mềm WonderShare Filmora. À, mình làm cái video này thì vì hôm trước có một số bạn hỏi là anh ơi anh có dạy về Filmora không? Rồi là à, dạy một một ấy, dạy kiểu kiếm tiền ấy Thì mình cũng trả lời các bạn ấy là mình làm rất là nhiều video video trên YouTube rồi. À, gần 400 video về Filmora thì các bạn có thể lên nó học từ từ Tuy nhiên là có một số bạn thì học lan man quá <laughs> các bạn có bạn bảo anh em học một tháng rồi đến chết rồi học một tháng cái, cái phần mềm trong khi nếu như là các bạn học bài bản trình tự ấy, từ từ đầu ấy thì có khi các bạn chỉ cần học khoảng tầm 3 video thôi là các bạn đã nắm được tất cả mấy cái thứ cơ bản rồi thế còn lại những cái video mà mình làm ấy đó là những cái mẹo chia sẻ rồi những tính năng nâng cao ấy thì các bạn có thể từ từ các bạn xem rảnh à, để các bạn xem thế còn các bạn chỉ cần xem hai 3 cái video à, phần 1 phần 2 phần 3 thôi là các bạn có thể làm được rồi làm được video rồi edit video YouTube rồi up các kiểu rồi à, thì à, nhân dịp đó thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn từ đầu nhé, cũng là từ đầu một cái video từ đầu và mình sẽ cố gắng À, đi vào mấy cái cơ bản chi tiết để các bạn làm quen với phần mềm nó dễ nhất à, từ cái việc là làm nào để tải này tải ở đâu này rồi là làm nào để tạo một dự án mới này làm nào để import này tức là làm nào để đưa các cái video ảnh như là nhạc rồi là những cái thứ mà, mà các bạn cần ấy, để edit video vào trong phần mềm sau đó làm thế nào để cắt ghép video này tách tiếng này rồi xóa tiếng này đưa nhạc vào này À, rồi làm thế nào để cắt này ghép này trim này à, điều chỉnh tốc độ của video này chỉnh nhạc này xong đấy là chỉnh màu thêm hiệu ứng rồi rồi là thêm uh, chuyển cảnh các thứ và cuối cùng là xuất bản ra một cái video hoàn chỉnh để các bạn có thể up lên youtube hoặc là chia sẻ với bạn bè thế là tùy đấy thì là những cái đấy là những cái tính năng cơ bản thôi ngoài ra thì nếu như bạn thích thì có có thể là tham khảo thêm các cái tính năng nâng cao như kiểu motion tracking rồi animation keyframe rồi là Uh, mấy cái tính năng uh, gọi là những cái tính năng dâu ria phụ, ấy. thực ra phụ thì không phải nhưng mà bạn phải có một thời gian để bạn thực hành, thực hành phần mềm rồi thì lúc đấy các bạn sẽ uh, kiểu dễ làm hơn những cái phần kia, kể cả là những cái tính năng như kiểu crop và pan và zoom thì nó cũng phải, uh, tức là phải có thời gian để làm quen với phần mềm. OK, sẽ không dùng dài. Đầu tiên mình sẽ đi vào phần uh, uh, phần đầu tiên nhé. đây mình đã ghi hết ra đây rồi. Có mười mười mấy phần đấy. Uh, phần đầu tiên thì các bạn sẽ phải làm nào để tải tải cái phần mềm về phần mềm Filmora thì mình giới thiệu sơ qua đó là một phần mềm tương đối dễ sử dụng và nó chạy trên máy tính Windows và máy Mac OS tức là bạn phải có máy tính nhé. máy tính để bàn hoặc laptop thì các bạn đều chạy được chứ còn các bạn không chạy được trên điện thoại thì thiết điện thoại thì các bạn sẽ phải dùng các cái ứng dụng mà edit video cho điện thoại thứ hai nữa là cái cấu hình mà các bạn cần để chạy Filmora thì cũng tương đối nhẹ thôi nếu như mà các bạn muốn xem kỹ cái cấu hình ấy, thì các bạn cứ lên website thì mình chỉ cho các bạn cái chỗ mà nó yêu cầu về cấu hình còn về cấu hình ấy cấu hình thì thực ra ấy, thì nếu như mà các bạn muốn xem xem cái phần mềm edit video nào nó phù hợp với với máy tính của các bạn ấy, thì các bạn tốt nhất là các bạn nên tải nó về À, tất cả các phần mềm thì đa số là nó sẽ cho các bạn thử này dùng thử này hoặc là dùng miễn phí này ví dụ như Filmora thì dùng miễn phí và xuất bản video ra thì có logo Thế còn lại nó không thì họ sẽ cho mình dùng thử khoảng 7 ngày khoảng 15 ngày đấy tùy thì trong cái quá trình đó thì các bạn sẽ xem được là cái máy tính của bạn có chạy được không phần mềm hoạt động có ổn định không có ok với bạn không à, sau đó bạn xem xét ra mà giá cả các thứ như nào thì các bạn có thể mua hay không mua đúng không? Thật ra là cái cách tốt nhất ấy là tải về và sử dụng sử dụng thử sau đấy là xem nó có phù hợp với mình hay không thì lúc đấy thì hãng xem xét là đi tiếp với nó hay là không chứ còn cứ đọc các thứ thông tin cấu hình ở trên mạng rồi là theo lời khuyên các thứ của mình hoặc là của những youtuber khác thì nó cũng chả có ý nghĩa gì cả ok à, đi vào phần đầu tiên là các bạn nếu mà các bạn muốn tải và cài đặt nhé thì các bạn sẽ đi đến cái website này website chính thức của của Wondershare đó là filmora.wondershare.com gạch chéo video gạch editor gạch chéo À, khi bạn ở trang web này rồi ấy, thì các bạn nhấn vào nút này tải này free download này Đó, nhấn vào free download thì nó sẽ tải cái bộ cài về cho các bạn sau đấy các bạn cài mất một vài bước thế còn nếu như bạn nào không muốn đi đến cái trang này bạn có thể kích cái phần link mình đặt dưới phần mô tả để các bạn có thể uh, tải đi đến cái trang này để tải cái phần mềm Đó. ngoài ra thì nếu như bạn muốn mua phần mềm này các thứ ấy, thì mình cũng, cũng có cái mã giảm giá mình sẽ đặt hết ở dưới mô tả thì cả là nội dung của video này gồm những phần nào phần nào ấy thì mình sẽ đặt dưới mô tả cho các bạn dễ theo dõi và là không thích xem phần này uh, next đến phần khác hoặc các bạn đỡ kêu là video của anh dài dòng rồi là nhiều phần em không muốn nghe ok sau khi các bạn tải và cài đặt thì nó sẽ hiện ra cái biểu tượng uh, nó đây là biểu tượng như này nó, nó ghi là WonderShare Filmora X nhé tức là WonderShare Filmora 10 thế còn sắp tới có thể nó sẽ lên bản 11 hoặc là nếu mà bạn nào mà dùng bản 9 thì nó sẽ ghi là Filmora 9 tuy nhiên là các bạn cứ kích vào nó kích uh, vào nó để mở nó ra nhé. ở phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ bộ về cái uh, giao diện rồi làm nào để tạo một cái dự án mới. Uh, sau đấy sẽ đi vào trong hướng dẫn thêm cho các bạn. Uh, nói thêm là nếu như mà bạn muốn chạy phần mềm này ấy, thì bạn phải bật uh, internet internet lên nhé, internet cho nó ổn định ấy. tại vì nó sẽ có các cái thư viện online để các bạn có thể tải tải hiệu ứng rồi là tải các cái uh, cái có sẵn của người ta xuống. chứ nó không phải là các bạn tắt internet đi thì các bạn sẽ làm việc nó rất là khó. Rồi cái hiệu ứng rồi là transition các thứ là nó đều là online hết có thư viện online, ok à, đây là cái giao diện à, khởi đầu nhé gọi là cái trang bắt đầu khi mà bạn bắt đầu mở phần mềm lên thì cái trang này thì nó cũng đơn đơn giản thôi ở phần bên phải này là mấy cái quảng cáo của của hãng phần mềm thì các bạn không cần quan tâm Thế còn ở trên này bạn có này đầu tiên là cái phần tỷ lệ khung hình Gọi là aspect ratio nếu như mà bạn làm Video nhiều thì bạn sẽ phải nắm về cái tỷ lệ khung hình. Bạn muốn tạo ra cái dự án có tỷ lệ khung hình như nào thì bạn chọn. Chọn từ ban đầu ví dụ YouTube thì bạn chọn 16:9, Instagram bạn chọn 1:1. À, còn nếu mà muốn làm video YouTube mà dạng short các thứ ấy, thì bạn sẽ chọn là cái tỷ lệ là 9:16. Tức là tỷ lệ video dọc. À, ngoài ra thì có mấy cái nữa linh tinh đây, cinematic các thứ thì bạn có thể chọn ở đây. Tuy nhiên là cái tỷ lệ khung hình này ấy, thì bạn có thể đổi ở bên trong. Tức là nếu mà chọn ở đây thì ok vào trong không cần đổi. Nếu còn không thì các bạn vào trong các bạn vẫn đổi được. À, thứ hai nữa là cái nút tạo một dự án mới gọi là new project à, mỗi một cái mỗi một cái à, tức là mỗi một cái video bạn làm ấy để à, làm từ đầu đến khi mà xuất bản thì nó gọi là một dự án gọi là một project tức là bạn phải hoàn thành một cái dự án này sau đấy bạn tiếp tục cái dự án khác thì cái danh sách mà những cái dự án bạn đang làm thì nó sẽ hiện ở cái phần bên dưới này bên cạnh đó là bên phải này ấy, thì bạn mà có mấy cái tool à, mấy cái tool này là tức là mấy cái tính năng của người ta thực ra trong ba cái này ấy, thì mình chỉ thấy mỗi cái pc screen tức là tức là bạn để để quay video màn hình ấy là hữu ích nhất và mình hay dùng nhất thì mình có thể kích ở đây chứ còn hai cái tính năng này tức là auto reframe tức là nó sẽ đổi cái tỷ lệ khung hình tự động cho cho bạn ví dụ bạn quay 16 9 thì sau đây nó sẽ tự động nó sẽ phân tích và nó đổi về 9 16 hoặc là 11 cái thứ ấy, tùy nhưng mà mình thấy nó cũng không hữu ích lắm phần auto highlight này là cái video ví dụ video bạn dài thì bây giờ phần mềm nó có thể chia ra highlight ra khoảng mỗi những cái đoạn nhỏ 15 20 giây hoặc 30 giây hoặc là 60 giây tùy đấy thì nó sẽ cắt nhỏ ra nhưng mà phần mềm nó tự cắt À, mình thấy nó cũng không hữu dụng lắm Ok, Đấy, thì tất cả những cái thông tin ở đây thì bạn có thể xem như thế thôi Còn trên này có mấy cái về phần hỗ trợ, bạn không cần quan tâm à, Để tạo một cái dự án mới, tức là để làm một cái video mới Ở phần mềm Filmora thì các bạn click vào nút này nhé Open New Project, à, mình ấn vào đây Thì đây là cái giao diện, à, đây là cái giao diện sử dụng của phần mềm Mình sẽ nói qua cho các bạn và mình sẽ nói sâu hơn Khi mà mình đã đưa các cái video vào để edit trực tiếp Ờ, thì đây nó xuất hiện một cái quảng cáo, suốt à, ngày quảng cáo, tắt đi. À, cái giao diện này là giao diện sử dụng chính của phần mềm thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên tay trái là các cái à, tức là các cái tính năng chính của phần mềm, cũng có 1 2 3 4 5 6 7, tức là 7 cái folder tức là 7 cái thư mục chính của Filmora, trong đó có phần Media là cái thư mục giống như là thư viện các bạn đưa ảnh, đưa video, đưa nhạc, đưa các thứ vào. Audio là các cái phần là nhạc có sẵn này rồi sau này cái nhạc các bạn thêm vào này tức là nó là cái kho nhạc, kho nhạc và kho hiệu ứng âm thanh và nó sẽ chia ra là nhiều thứ linh tinh ở dưới này nhưng mà các bạn chưa cần quan tâm vội bên cạnh đó là title nó là tất cả những thứ nào liên quan đến chữ nghĩa rồi là tiêu đề video rồi là uh, end credit rồi là phụ đề các thứ ấy, thì bạn sẽ đi đến phần title ngoài ra sẽ phần transition là những cái chuyển cảnh chuyển cảnh có sẵn ở trong phần mềm khi bạn cài lên có sẵn cái nào và các bạn tải thêm transition thì nó sẽ hiện vào đây À, bên cạnh đó là effect, này effect là những cái hiệu ứng bạn sẽ đưa vào video Vimora nó có rất là nhiều hiệu ứng, à. ngoài những cái hiệu ứng bạn cài lên có sẵn mà nó còn cho phép bạn tải thêm rất là nhiều hiệu ứng Nếu mà bạn làm video mà bạn cần dùng nhiều hiệu ứng, ấy, Vimora rất là phù hợp Bên cạnh đó là element, element là những cái đoạn video nhỏ rồi là những cái uh, biểu tượng, rồi là biểu tượng vui, sticker các thứ ấy Để bạn có thể thêm vào video, tức là bạn chèn lên cái video của bạn Nó gọi là một cái overlay, thì ở đây nó gọi là element trong đó ngoài ra nó có một thư mục nữa đó là thư mục split screen. Tức là split screen là để chia màn hình ra, tức là là tạo ra các cái video để để chia màn hình 1 2 3 4 nó nhiều mà nhiều cái video hoạt động trên cùng một cái khung hình thì nó gọi là split screen và cái tính năng này thì rất là nhiều người thích dùng. Đâm ra là thằng Wondershare nó đã đưa ra ngoài cho mình à, trong trong đó là một trong bảy cái tab quan trọng. Ngoài ra ở trên này. Ngoài ra ở trên này nó có cái menu trong đó file edit tool rồi view rồi help tất cả các phần mềm thì thường nó sẽ có một cái tool bar tool bar ở trên bạn có thể kích vào đây bạn tìm thấy tất cả những cái tính năng rồi các thứ ở trong phần mềm tuy nhiên nếu như mà các bạn chưa tức là chưa làm quen với phần mềm các bạn cũng không cần biết không cần biết những cái này ok bên cạnh đó là bên cạnh thì sang đến bên phải này thì bạn sẽ có cái cửa sổ review cửa sổ review là để xem lại tất cả những cái gì mà bạn đang edit video bạn đặt ở trên timeline này nó sẽ hiện ở cửa sổ review này đó, thì ngoài ra nó có mấy cái nút này nút biểu tượng này tức là play này tiến một frame này dừng lại review các thứ này thì các bạn có thể tí nữa đưa vào video thì mình sẽ chỉ các bạn về cái cửa sổ review này ờ, ok còn bên phải trên cùng này thì là mấy cái thông tin về bản quyền của các bạn bản quyền các bạn hoặc là những chữ login rồi là mấy cái quảng cáo của nhà nhà sản xuất quảng cáo của thằng Wondershare thì các bạn cũng chưa cần phải phải tức là chưa cần phải xem nhiều ở cái thông tin ở đây ờ, quan trọng nhất là cái phần bản quyền này nó có chữ login thì mình sẽ nói ở cái phần cuối khi bạn xuất bản video OK, còn bên dưới, bên dưới là timeline, timeline là cái chỗ mà để các bạn sắp xếp video, ảnh rồi là nhạc nền rồi là hiệu ứng âm thanh rồi tất cả các thứ. À, nói tung lại là cái chỗ này là cái bếp của bạn, à, tức là chúng này là cái chỗ này là cái chỗ bạn edit video, cắt ghép video nó cũng giống như là cái bếp để bạn nấu ăn rồi các thứ. Thế còn đồ ăn, thức uống các thứ thì bạn sẽ đưa vào trong phần media này sau đó bạn kéo xuống timeline và bạn sẽ thể hiện nó ra ở cái đầu cuối tức là ở chỗ này là review. Đến cuối cùng là bạn xuất bản ra một cái video hoàn chỉnh thì cái phần review này là cái phần quan trọng ok đó là sơ bộ về cái giao diện sử dụng của phần mềm thì bây giờ để bắt đầu chỉ cho các bạn cái tính năng đầu tiên đó là làm nào để cắt ghép video thì mình sẽ phải đưa video vào trong Filmora thì để đưa video hoặc là ảnh hoặc là tất cả các cái thứ mà nguyên vật liệu các thứ vào vào trong Filmora thì các bạn phải chọn ở trong cái phần media này nhé sau đấy nó có một cái khoảng trống này ở đây nó có ghi là import media file here ở đây bạn sẽ đưa vào bạn có thể kích vào đây để bạn bạn có thể kích vào đây để bạn import vào cũng được hoặc là bạn có thể kéo thả từ từ máy tính của bạn Ví dụ mình sẽ mở cái thư, thư mục ở trên máy tính của mình đây Ở đây mình có tất cả những cái video này Rồi video phong xanh này, video meme này Xong đấy là có nhạc này, có một cái ảnh này đó Tức là mình sẽ đưa vào làm ví dụ và Mình sẽ quét chọn tất cả các thứ ở đây Sau đấy mình sẽ nhấn chuột, nhấn chuột uh, trái Sau đấy mình giữ và mình kéo, mình thả vào trong cái khu vực này Đó gọi khu vực media Ok, đó, sau khi mình thả thì Mình có thể đóng vào tắt cái này đi Ok, small proxy uh, Mình sẽ tạo proxy cho nó Uh, nhưng mà đầu tiên mình sẽ hủy cái tạo proxy đi các bạn chưa cần quan tâm đến cái proxy vội. Sau khi mình kéo mình thả vào đây thì là trong cái media là tức là trong cái thư mục mà để chứa tất cả các cái uh, video ảnh các thứ của mình đã sẵn sàng ở đây rồi và cái thư mục này thì nó sẽ nằm trong phần media và khi bạn kích vào phần media nó sẽ có phần project media là một và phần share media thì trong cái phần share media này là những cái thứ cũng là nguyên vật liệu và cũng là video nhưng là những cái thứ mà các bạn sẽ dùng cho nhiều dự án ví dụ bạn à, dùng dự án này sau đấy bạn đóng lại bạn dùng mở tiếp một cái dự án khác thì tất cả những cái thứ mà bạn đưa vào cái phần xe media này nó sẽ vẫn nằm ở đây và bạn có thể tiếp tục dùng ví dụ như là intro này nhạc nền bạn hay dùng này hiệu ứng âm thanh bạn hay dùng này các cái video meme bạn hay dùng này đó hoặc nút subscribe và các kiểu đấy trong phần xe media ngoài ra khi bạn cài lên thì nó sẽ có thêm mấy cái thư mục nữa trong đó có sample color sample color là những cái mà bảng màu bảng màu bạn có thể thay nền cho video ví dụ ở đây video của bạn đang là nền đen bạn muốn thay cho cái nền khác thì bạn đưa một cái bảng màu kéo xuống tham lai like. à, cái thao tác mà thay nền các thứ thì mình có thể sẽ chỉ các bạn ở những video khác ngoài ra bạn có các cái video có sẵn tức là khi bạn cài lên thì nó đã để sẵn mấy cái video ví dụ ở đây cho các bạn rồi các bạn có thể dùng những cái video này để làm ví dụ cũng được hoặc là để test phần mềm À, phần green screen là mấy cái video phông xanh Có vài cái video phông xanh Có vài cái video phông xanh mà các bạn có thể tải về, ví dụ hiệu ứng cháy nổ này Hiệu ứng phim hoạt hình này Phim này, nổ này, uh, VS này, KO này, các thứ này Tất cả những thứ này nó ở trong phần media Ok Thì bây giờ sau khi mình đã có một số thứ ở trong media rồi, đó là phần video rồi đúng không Có video rồi, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn làm nào để kéo nó xuống timeline và làm nào để cắt và ghép video đúng không trước tiên là cái thao tác cắt ví dụ mình sẽ đưa một cái video xuống video này chẳng hạn video này mình quay một video gopro mình sẽ kéo nó xuống timeline một là mình mình ba có thể ấn, ấn đúp vào nó để làng... một là mình có thể ấn đúp vào cái video này để mình play trước nhé à, mình play trước này văn hóa các dân tộc năm đó mình play trước là mình xem bên cửa sổ review tức là preview này ấy, thì nó vừa hiển thị tất cả các thứ bạn đặt ở trên timeline à, bên cạnh đó nó còn hiển thị tất cả những thứ mà nếu như bạn kích đúp vào khi mà nó đang ở trong phần media đó, thì sau khi mình xem rồi thì mình có thể kéo mình thả nó xuống timeline đây là cái thao tác thứ nhất là kéo và thả từ media xuống timeline bao giờ cũng thế khi mà bạn muốn đưa một cái gì đó xuống để bạn edit video các thứ thì bạn sẽ phải thực hiện cái thao tác là kéo và thả đúng không sau khi kéo thả nó sẽ hiện cho một bạn hiện ra trong bạn một cái bảng nếu như mà cái media tức là cái video của bạn quay ấy, mà nó khác với lại cái uh, cài đặt của cái dự án thì nó sẽ hiện cho các bạn một cái cái bảng để các bạn chọn một là các bạn có thể chọn là match to Media tức là đổi thông số dự án theo đúng cái video tôi vừa kéo xuống hai nữa là Keep Project Setting tức là uh, hãy hãy để hãy giữ nguyên cái thông số của thông số dự án của tôi chứ còn bạn đừng có đổi gì cả thì bên ví dụ trong trường hợp này mình sẽ giữ là Keep Project Setting nhấn vào đây uh, như phần đầu mình vừa đề cập với các bạn là nếu như các bạn chọn tỷ lệ khung hình rồi và vào đây bạn muốn đổi thì các bạn sẽ kích vào nút này nhé nút này gọi là Change Project Aspect Ratio bạn kích vào đây để xem cái thông số cài đặt của dự án ví dụ mình sẽ làm một cái video cho YouTube và mình sẽ chọn là tỷ lệ 169 chín, uh, toàn màn hình đúng không uh, và kích thước kích thước là Full HD 1920 x 1080 và cái frame rate tức là cái số khung hình trên dây của mình mình sẽ đặt là 24 24 khung hình trên dây sau đấy mình sẽ nhấn vào OK khi này thì dự án của mình là là Full HD và 24 khung hình trên dây và cái um, tức là cái kích thước kích thước là Full HD 24 khung hình trên dây và tỷ lệ là tỷ lệ khung hình là video video ngang 16:9 đây là cái video ở trên timeline là bây giờ bạn nếu như mà bạn mà nhìn nhìn ở đây nó sẽ có một cái kim thời gian đúng không khi mà đưa video xuống timeline rồi bạn sẽ có cái kim thời gian và trên cái kim thời gian này bạn có một cái kéo để cắt video tức là cái kéo này bạn có thể dùng để cắt video bạn di chuyển đến chỗ nào bạn ấn cái kéo này thì là cắt video à, bây giờ ví dụ nhé Ví dụ mình có một cái video như này mình sẽ play. Ba rưỡi bắt đầu đến làng văn hóa các dân tộc. Thao tác đầu tiên mình sẽ cắt cái video này. Ví dụ mình sẽ giữ một cái đoạn video là đoạn này thôi. Đó, thì mình sẽ đưa cái kim thời gian đến vị trí cần cắt. Sau đây mình nhấn cái kéo này. Đó, nhấn như này thì nó sẽ cắt video của bạn làm hai phần, phần 1, phần 2. Không? Phần 1, phần 2 này bạn có thể kéo di chuyển nó đi đâu thì di chuyển. Đó. Rất đơn giản. Đó là thao tác cắt. À, mình nhấn Ctrl Z nhé để quay lại này. Đây, cần Ctrl Z để mình chưa cắt. Ngoài ra bạn không thích dùng cái kéo này, bạn có thể nhấn phím Ctrl B. Ví dụ bạn uh, chọn cái clip ở trên timeline xong bạn đưa cái kim thời gian này về đến cái vị trí cần cắt, và nhấn phím cần Ctrl B đó, để bạn cắt. Cắt video, sau khi bạn cắt rồi, bạn có thể xóa. Xóa video bằng cách là bạn nhấn phím Delete nhé. Chọn video và nhấn phím Delete ở trên timeline. Như vậy là bạn đã được một cái đoạn video sau đấy là vừa cắt này. Ba rưỡi bắt đầu đến đó ngoài cái thao tác mà cắt video ra ấy thì các bạn có thêm một cái thao tác nữa đó là thao tác trim video. Trim video là bạn rút ngắn cái video từ uh, từ đầu hoặc là rút ngắn video từ cuối để trim thì các bạn sẽ đưa cái con chuột vào mép của cái video nhé. Sau đó bạn nhấn và bạn giữ. Sau đó bạn có thể kéo này, lăn chuột về bên trái, lăn chuột về bên phải, lăn chuột bên trái để bạn rút ngắn video, lăn về bên phải bạn kéo dài nó ra. Tuy nhiên là khi mà nếu mà bạn muốn trim nó về bên phải tức là muốn kéo dài video thì nó chỉ hết cái chiều dài của video thôi nhé. Đấy chiều dài của video tức là video độ dài của video của mình đến đây thôi chứ mình không có kéo được dài nữa. tức là mình không có làm cái thao tác là làm chậm làm trước gì cả. tức là chỉ có uh, rút ngắn và uh, co ngắn và và mở rộng cái video của mình ra thôi. đó thao tác thao, thao tác trim. ok mình sẽ cắt ở đoạn này sau đấy mình sẽ xóa cái đoạn này đi. bây mà bạn muốn ghép một cái video khác vào cùng một cái video này thì bạn sẽ làm như này bạn sẽ kéo cái video khác xuống. tuy nhiên là nếu như mà bạn không muốn kéo thì bạn sẽ có uh, bạn sẽ có cái nút dấu cộng này nhé bạn ghi cái dấu ấn một cái dấu cộng này thì nó sẽ ép vào, tức là nó sẽ đưa cái video vào đúng cái vị trí của cái kim thời gian ví dụ mình đặt cái kim thời gian ở chỗ này đúng không và mình sẽ đưa lên cái này đưa lên cái media và mình ấn vào dấu cộng nó sẽ đưa cái video xuống Sau nên là chọn keep project setting đó đưa video xuống ở ngay cái vị trí của cái kim thời gian như này ok sau đấy nó sẽ tạo một cái khoảng trống ở đây À, khoảng trống này nó sẽ màu đen à, Bây giờ mình muốn xóa khoảng trống này đi Mình sẽ click chuột phải Và mình chọn close gap Nó sẽ đóng cái khoảng trống lại Đó là làm thế nào để đưa một cái video nữa xuống Mà ghép video Hai video này ghép với nhau nhé Bây giờ mình sẽ tắt tạm thời tắt tiếng đi Tí nữa mình chỉ các bạn tắt tiếng sau Tắt tiếng đi và play Ví dụ chuyển từ video 1 sang video 2 Đây như này Đó chưa Đây là từ video 1 sang video 2 Đó, Nó sẽ có một cái khoảng cắt ở chỗ này nhưng là hai cái video nó dính liền với nhau rồi nên là bạn sẽ không nhìn thấy cái khoảng khoảng đen nữa ok đó là cái thao tác thứ nhất cái tính năng thứ nhất là làm nào để cắt và ghép video ở trong phần mềm Vimora. Bây về cái tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn đó là làm nào để à, tách tiếng này xóa tiếng này hoặc là thêm à, chèn nhạc vào trong video và một số cái à, tính năng để edit edit cái phần à, tiếng ở trong phần mềm à, ví dụ mình có một cái video ở trên timeline nhé mình sẽ ấn nút này để xem mọi thứ trên timeline bây giờ cái video này mình vừa tắt tiếng nó đi này À, những bây bên mình sẽ bật tiếng nó lên nhé, đấy bật tiếng nó lên. thì khi mà bạn đưa một cái video xuống ấy, à, đôi khi là các bạn có thể nếu như là video nói như này ấy, thì bạn sẽ giữ tiếng nhưng mà à, một số bạn thì muốn tách cái tiếng ra hoặc là tắt cái tiếng đi à, khi mà edit video thì để mà tắt tiếng ở trong phần mềm Filmora thì rất là đơn giản. bạn sẽ chọn vào cái clip nhé, chọn vào cái clip ở trên timeline có mấy cách. cách một là bạn kích chuột phải, sau đấy bạn đi với phần audio, sau đấy bạn chọn là mute là để để tắt tiếng đi đây là một cách này, đây như bây giờ là video của mình không có tiếng nữa này, đó. Thế còn có một cách cách thứ hai, cách thứ hai là bạn dùng phím tắt, phím tắt để mà tắt tiếng, đó là phím. Uh, trước tiên là bạn phải chọn cái video bạn cần tắt tiếng nhé, sau bạn nhấn phím là Control Shift M, uh, nhấn và giữ đồng thời ba phím Control Shift và sau đây bạn nhấn chữ M thì là để tắt tiếng. Đó, làm thế nào để tắt tiếng video rất là đơn giản, đúng không? Đúng không? Thế còn cái thứ hai nếu như mà bạn không muốn tắt tiếng đi Ví dụ mình bật cái tiếng lên Bây giờ bạn không muốn tắt tiếng đi mà bạn muốn tách hẳn cái tiếng này ra và bạn xóa cái tiếng này đi luôn Thì các bạn sẽ làm như thế này Các bạn kích chuột phải vào cái video cần tách tiếng Sau đó các bạn đi tiếp phần audio Sau đấy bạn nhấn vào phím này đi tách audio Nếu mà bạn muốn là có dùng phím tắt thì nó là phím Ctrl cộng An cộng D Tức là Ctrl An D thì nó hơi dài dòng Nên là bạn các bạn có thể kích chuột phải bạn chọn phần audio, sau đấy bạn chọn cái chữ này detach, detach audio. Đấy, khi mà mình detach audio, đây, à, mình đã chọn hai clip ở trên timeline. Bây giờ là cái clip của bạn nó không gắn liền với lại cái audio nữa, tức là cái audio này là chính là cái cái tiếng của video đấy, bạn hoàn toàn bạn có thể xóa cái tiếng này đi cũng được. Bạn chỉ giữ lại video thôi. Bây giờ video của bạn không còn tiếng nữa. Rất đơn giản đúng không? Sau khi các bạn tách tiếng rồi, nếu như các bạn muốn chèn nhạc vào video chẳng hạn Bạn đưa một cái bài nhạc xuống video thì cũng cực kỳ đơn giản Để chèn nhạc bạn sẽ chèn giống như là bạn đưa video xuống timeline Ví dụ bạn quay trở lại phần Media, mình có một cái bài nhạc, bài này chẳng hạn Đó. Mình muốn đưa bài nhạc này xuống, mình có thể ấn dấu cộng này hoặc mình kéo mình thả xuống Nếu mình kéo mình thả xuống timeline Thì nó sẽ như này Đây. Có một cái bài nhạc ở trên timeline ở trên timeline này thì các bạn chú ý nhé Phần trên sẽ là phần các cái track về video Phần dưới là các cái track về nhạc, về tiếng, rồi là về sound effect Và thằng Filmora này thì nó cho mình cho mình ép rất là nhiều Ví dụ bạn có kích vào nút này để manage Tức là để để gọi là kiểm soát các cái track ở trên timeline Và bạn có thể đưa vào nhiều track này edit một video track này Nó cho mình ép đến 100 track 100 track khác nhau edit một video track, để bạn có track thứ hai Ok nhưng mà tạm thời mình sẽ xóa hết các cái track trống đi đã Rồi sau khi các bạn đưa nhạc xuống timeline Nếu như các bạn muốn chỉnh nhạc thì các bạn sẽ nhìn ở trên timeline nhé Nhìn ở trên timeline phần nhạc này bạn sẽ có một cái đường này Đường này là đường audio tức là đường sóng âm Bạn có thể kích vào đây nó có cái bàn tay và nó sẽ nắm lại Cái bàn tay nắm lại tức là bạn đang cầm cái đường sóng âm đó bạn kéo lên để tăng âm lượng của bài nhạc, bạn kéo xuống để giảm âm lượng của bài nhạc đó. Ngoài ra nếu như bạn muốn tạo cái hiệu ứng là fade in fade out cho bài nhạc thì bạn sẽ có hai cái nút trắng trắng ở đầu. Đây là fade out này đó, bạn kéo này kích vào nó và bạn kéo thì cái bài nhạc nó sẽ từ nhỏ dần đến lớn. Đây, kích vào đây, nó hơi nhỏ nhỏ ấy. Kích vào cái đường à, kéo nó ra đây. Nó có cái cái nút trắng trắng này, mình bỏ cái cái này ra đã. Đây. Nút trắng trắng, bạn kích vào đây nhá. Kích vào cái nút trắng này. Rồi ờ, bạn kéo bạn kéo về bên kéo về bên phải đây là tạo ra cái hiệu ứng là âm nhạc tăng dần mình sẽ play các bạn nghe cho rõ rất đơn giản đúng không rất đơn giản đúng không ngoài ra để chỉnh nhạc ấy thì các bạn có thể kích đúp vào cái bài nhạc đấy kích đúp vào nhạc bài nhạc đấy thì các bạn sẽ có thêm một số cái phần để chỉnh nhạc ví dụ là cái này là fade in fade out là chính là cái hiệu ứng nhỏ dần hoặc tăng tăng dần này À, nhỏ dần hoặc tăng dần của bài nhạc này ngoài ra bạn có thể tăng cái pitch này pitch của bài nhạc này tăng pitch uh, cao lên tức là tông cao lên hoặc là tông trầm xuống bạn chỉnh ở đây à, có mấy cái tính năng nữa như kiểu remove background noise tức là à, để xóa các cái tạp âm các thứ ở trong video nhờ cái bài nhạc này thì nó không có tạp âm thì không cần ngoài ra các bạn có thể tăng giảm âm lượng ở cái chỗ này cũng được đây, có mấy cái slider mình có video hướng dẫn rất là chi tiết về việc là chèn nhạc rồi chỉnh nhạc các thứ ấy các bạn cứ biết thế thôi, nó có những cái tính năng đấy thôi thì các bạn có thể vào đấy các bạn sử dụng Ngoài ra nó còn thêm một cái nữa là có cái audio mixer để bạn chỉnh nhạc rồi chỉnh tay trái tay phải nữa cơ Nhưng nếu mà bạn muốn tìm hiểu chi tiết thì mình sẽ đặt uh, tất cả những cái uh, hướng dẫn chi tiết về Filmora ở đây Ok, tạm thời là như thế Ví dụ bây giờ bạn muốn cắt cái bài nhạc này cho nó khớp với cái, cái độ dài của cái video Thì bạn cũng làm giống như là video bạn đưa cái kim thời gian đến cái vị trí cần cắt đây bạn dùng cái kéo và bạn nhấn Ctrl B để bạn cắt cái bài nhạc. Đây bạn sẽ xóa. Xóa cái bài nhạc này đi. Ở cái vị trí cuối này bạn tạo thêm một cái nữa là fade out. Ok. Đó là xong cái phần chỉnh nhạc làm nào để đưa một bài nhạc xuống và đưa video xuống. À, cái thao tác tiếp theo mà một số bạn à, có rất là nhiều bạn ấy muốn biết đấy là làm nào để đưa à, tạo một cái tiêu đề video hoặc là chèn chữ vào video ở trong Filmora thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ví dụ rất là đơn giản thôi. Với Filmora thì các bạn sẽ quay trở lại cái tab này gọi là tab title. À, bạn đặt cái kim thời gian ở ngay cái vị trí mà các, các bạn cần thêm nhé hoặc là các bạn không đặt thì thôi cũng được nhưng mà bạn đưa về điều chỉnh từ ban đầu ví dụ ở đoạn đầu này mình muốn đưa một cái chữ vào tiêu đề video chẳng hạn đúng không thì mình sẽ đi đến cái phần này phần title ở trong cái phần title này ấy, thì nó sẽ có gồm tất cả các cái mẫu chữ rồi là những cái mở đầu video bằng chữ nhé mà các bạn có thể sử dụng ở trong phần mềm Filmora. Tuy nhiên là các bạn sẽ phải chú ý một số thứ ở bên này nó là các cái folder tức là các cái thư mục để chứa thì trong đấy có cái favorite là những cái mà tiêu đề các bạn hay dùng thì các bạn ấn cái mũi ta ấn cái trái tim này thì nó sẽ đưa vào phần favorite thế còn cái phần download tức là những cái nào mà bạn tải về rồi thì nó sẽ ở trong phần download à, mặc dù vậy thì có một số cái tiêu đề nó có cái biểu tượng cái nút kim cương màu hồng như thế này thì khi mà các bạn cài, cài phần mềm hoặc là kể cả các bạn mua bản quyền ấy thì những cái nút kim cương màu hồng này các bạn vẫn không dùng được nhé các bạn dùng thì người ta sẽ yêu cầu các bạn trả tiền thêm đó là những cái kho tức là kho hiệu ứng mà sẵn có trong Filmora tuy nhiên bạn phải trả tiền thêm theo mình thì cũng không nên mua vì vì nó hơi đắt đấy thì ở trong đấy thì là cái kho này tức là tất cả những cái này nó đều có những cái cái biểu tượng kim cương màu hồng nếu các bạn không muốn nhìn thấy những cái này nữa tức là kiểu không muốn xem những cái quảng cáo của người ta nữa các bạn kích vào nút này à, view option các bạn chọn free thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy những cái biểu tượng mà à, nhìn thấy những cái tiêu đề và mẫu mà mà miễn phí các bạn có thể sử dụng thôi. Ok. Ví dụ ở đây mình sẽ đưa vào phần này recommend được và mình sẽ đưa một cái tiêu đề video xuống xuống timeline đúng không? Mình sẽ chọn một cái mẫu này, mẫu title 2 chẳng hạn. Mình chỉ việc là mình kéo và mình thả nó xuống timeline, đó. Như vậy bạn đã thêm cái chữ vào rồi. Và ở đây nó gọi là cái title box để bạn có thể play đã, điều chỉnh. Đó, ra cái này có chữ chữ như này nếu như bạn muốn chỉnh cái chữ này bạn kích đúp vào cái title này tức là tích kích đúp vào cái hộp này ở trên timeline à, ở đây thì bạn có thể chọn phông chọn phiếc ví dụ mình chọn quay sang phông Việt Nam nhé Arian đúng không đó là mình đổi cái chữ chữ này Đấy, chữ to này mình chọn là chữ to này Rồi mình kích vào đây mình chọn nhấn Ctrl A để mình chọn nó ví dụ chú thuận vlog chẳng hạn đó chú thuận vlog sai rồi vlog đổi lại này cần chôn a đổi cái phông này sang phông arian cho nó đỡ bị lỗi phông arian ok mình sẽ nhấn in đậm nó đi à, sau đấy các bạn có thể đổi kích thước các thứ ở đây tùy các bạn thích thì các bạn có thể đổi kích thước các thứ vô tư à, chữ ở dưới này chẳng hạn phần 1 phần 1 ok đó như vậy là bạn đã tạo được một cái chữ rất đơn giản tiêu đề video đúng không đây mình play này đơn giản đúng không? Ngoài ra nó còn rất là nhiều thứ nữa về phần tiêu đề, ví dụ bạn kích đúp vào tiêu đề, bạn có những cái mẫu này, những cái mẫu tiêu đề khác nhau ở đây, bạn có thể chọn tùy chọn chọn cái nào cũng được. Ví dụ bạn chọn ở đây này, chọn cái này, sao chọn những cái phông này, à, cái mẫu này để đổi màu rồi là cỡ chữ, rồi kiểu chữ, các thứ ở đây bạn có rất là nhiều thứ để bạn chỉnh. Nếu các bạn muốn xem chi tiết là cái video là hướng dẫn thêm chữ vào video ấy thì các bạn có thể xem những cái video mình đặt ở dưới mô tả hoặc là đặt ở những cái góc này tuy nhiên là các bạn nhớ là Filmora thì là các bạn có thể thêm chữ vào về format chữ các thứ rất là đơn giản cực kỳ đơn giản luôn và rất là nhanh ok đấy là về thêm chữ thế còn mình sẽ chỉ các bạn thêm một số cái về thêm hiệu ứng chuyển cảnh với lại thêm các cái uh, hiệu ứng rồi là overlay ở trong Filmora thì để thêm một hiệu ứng chuyển cảnh ở trong Filmora ấy thì rất là đơn giản nhé ví dụ ở đoạn này mình đang cắt ghép video này đúng không mình có hai cái video mà nó chưa có chuyển cảnh gì cả. Bây giờ mình muốn thêm chuyển cảnh thì rất đơn giản, mình sẽ đi tiếp vào phần transition. Trong phần transition này, ấy, mình sẽ đi vào phần này, phần recommended này. Và như lúc nãy, ấy, mình không muốn nhìn thấy những cái uh, nút kim cương màu hồng này nữa, mình sẽ nhấn chọn view và mình chọn free tức là miễn phí. Thì bản thân ViMora nó có rất là nhiều các hiệu ứng chuyển cảnh miễn phí rồi, các bạn có thể dùng nhiều lắm. Đây ví dụ mình muốn thêm một cái, chẳng hạn các bạn chọn nó ở đây nhé. Nó có nhiều tên này, các bạn có thể chọn ví dụ cái TWRL để nó kiểu xoay xoay như này thì bạn chọn này bạn chọn nó bằng cách là bạn nhấn nhấn chuột bên trái và xong bạn kéo bạn thả xuống thì có 3 điểm để bạn thả nhé ở đầu video này à, tức là ở, ở cuối cái video trước hoặc là ở đầu video sau hoặc là ở giữa thì các bạn sẽ thả nó vào giữa sau khi các bạn thả vào giữa nó sẽ ra cái hiệu ứng chuyển cảnh như này đó rất là đẹp đúng không và để chỉnh cái tức là để chỉnh cái thời gian của chuyển cảnh thì các bạn sẽ kích đúp vào cái chuyển cảnh Đấy các bạn sẽ chọn ví dụ thời gian ở đây là 24 frame và các bạn sẽ đổi xuống. Ví dụ nhanh hơn là 12 chẳng hạn. Ở đây bạn đã đổi xuống 12. À thôi mình đổi một giây đi. Đổi một giây. À, và mình có thể đổi kiểu ở đây, overlap là ở giữa, thế còn prefix là từ đầu chuyển cảnh nó xuất hiện từ đầu và postfix là xuất hiện từ bên sau. Thì mình sẽ giữ nguyên là overlap sau đó mình kích vào ok. Thế là cái chuyển cảnh của mình nó sẽ là một giây đó và để đổi cái chuyển cảnh này thì các bạn chỉ việc là kéo cái chuyển cảnh khác đè lên cái chuyển cảnh này thôi đó. các bạn kích vào đây các bạn kéo các bạn đè nó lên thả nó ra thế là bạn phải tải về trước nhé tải nó về trước đó sau bạn đè lên là nó sẽ thay cho cái chuyển cảnh cũ đó. rất đơn giản đúng không đấy là làm thế nào để thêm chuyển cảnh thế còn nếu mà các bạn muốn thêm một cái hiệu ứng gì đấy à, hiệu ứng như các bạn như mình vừa đề cập ấy Filmora có rất là nhiều hiệu ứng thì hiệu ứng nó gọi là effect à, tiếng anh là effect còn tiếng việt là gọi là hiệu ứng thì các bạn muốn thêm một cái gì hiệu ứng gì đấy thì các bạn sẽ chọn vào cái tab effect này sau đó các bạn tìm cái effect à, tức là tìm cái hiệu ứng ở bên này ví dụ như có một cái hiệu ứng các bạn rất hay dùng đó hiệu ứng dung chẳng hạn nhưng mình có thể chọn vào phần filter sau đây mình chọn vào shake shake là dung nhé à, ở đây nó có nhiều tính năng dung bị extreme này hoặc là mid này mình sẽ chọn cái extreme này để thêm hiệu ứng trong Filmora thì có hai cách các bạn thêm. Một là các bạn có thể kéo thả trực tiếp vào trong video này nhé kéo thả trực tiếp vào video đó ra cái hiệu ứng dung và bạn có thể kéo nhiều hiệu ứng vào nhé ví dụ đây cái shake này mình kéo thêm cái click nữa nhé click uh, có hai cái mình chọn một free thôi mình không không dùng đấy ok glow không có ok glow này có này mình kéo mình thả thả vào trong video nó sẽ tải về sau đấy là đưa vào hai hiệu ứng đó vừa có shake vừa có glow đúng không và cách thứ hai nữa là các bạn thêm hiệu ứng bằng cách là các bạn có thể đặt nó ở trên nhé ví dụ uh, distortion này chẳng hạn mình có thể đặt nó ở trên đây nếu mình không muốn là không muốn kéo thả vào trực tiếp vào video mình có thể đặt vào đây ví dụ cái này water Suffer mình đặt ở đây đó, mình đặt trên video thì nó sẽ xuất hiện ở chỗ này và nó sẽ tác động đến cái đoạn này tức là cái đoạn này có hiệu ứng này có điều hiệu ứng water Suffer này đó mình kéo về fish eye này cho nó rõ nhé trồng nhiều cái hiệu ứng lên đây hiệu ứng fish eye rất đơn giản đúng không? Đấy là làm nào để thêm hiệu ứng, thêm hiệu hiệu ứng tức là gọi là effect ấy, chứ không phải là cái transition nhé. Transition thì là hiệu ứng chuyển cảnh thì các bạn chỉ kéo thả vào đây và vào giữa các cái clip hoặc đầu clip hoặc cuối clip. Thế còn đấy là các cái hiệu ứng này thì các bạn có thể kéo thả và đặt ở trên trên cái track video hoặc là vào trong video nếu như mà bạn đặt vào trong video thì các bạn muốn chỉnh cái hiệu ứng đấy tức là mỗi hiệu ứng nó sẽ có nhiều cái tham số để các bạn chỉnh thì các bạn sẽ kích đúp vào cái cái video sau đó các bạn đi đến phần video sau đấy bạn đi vào tiếp vào phần effect này video effect này sau đó các bạn chọn tiếp về đây ví dụ như cái này các bạn sẽ chỉnh này chỉnh tham số của hiệu ứng này mỗi hiệu ứng nó sẽ có nhiều tham số khác nhau để các bạn chỉnh đó. position này đó. position các thứ này của cái hiệu ứng mắt cá này đó. khi vào ok đấy là làm nào để thêm hiệu ứng và chỉnh hiệu ứng ngoài ra ấy, thì nếu mà bạn các bạn có thích thêm những cái overlay thì overlay nó cũng là hiệu ứng nhưng mình nói là nó là những cái video nhỏ để các bạn chèn lên thì sẽ ở phần element các bạn kích vào phần element sau các bạn nhớ ví dụ các bạn cũng phải chọn phần free nhé để các bạn chỉ xem những cái hiệu ứng mà miễn phí thôi à, ví dụ ở đây mình có ông già Noel này Đó, cái mặt ông già Noel này chẳng hạn mình muốn đưa vào video của mình ở chỗ này đây, chỗ này đang dùng dùng này ok bây giờ mình sẽ xóa cái hiệu ứng rung này đi nhé mình kích chuột phải mình chọn effect xong mình chọn delete effect để cho nó không dung đi nhé không dung đi đây rồi chỗ này ví dụ chỗ này chẳng hạn mình muốn đưa cái ông già Noel này lên để mình sẽ kéo và mình đặt nó ở đây đó mình sẽ đặt nó ở trên các video của mình là một cái track đó đây là cái element này rồi mình nếu mà không muốn dài mình cắt nó đi mình có cắt cái element này cũng như là cắt video thôi sau đó mình xóa phần phần sau đi ông già Noel nó sẽ xuất hiện như này và mình sẽ kích vào đây kích vào ông già Noel này và mình có thể thu nhỏ thu nhất nó lại. đặt ở đây chẳng hạn. OK, đặt ở góc này. Đó. Đây, làm nào để thêm cái element? đó rất là đơn giản đúng không? Đấy là làm nào để thêm cái element và hiệu ứng ở ngoài ra các bạn có rất là nhiều thứ này, à, lửa này, thêm lửa vào video này. Boom. À, thêm xét đánh này, kéo xuống thôi, kéo và thả xuống thôi. như này là thêm những cái hiệu ứng và overlay rồi là hiệu ứng các thứ ở trong video đó. Boom, boom, boom. Ok đó là thêm hiệu ứng chuyển cảnh và mấy cái hiệu ứng như kiểu effect và element Còn tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là chỉnh tốc độ của video Tại vì thực ra phần chỉnh tốc độ nó cũng là một cái tính năng cơ bản ấy Mà các bạn nhiều bạn muốn uh, muốn biết Ví dụ mình sẽ xóa tất cả những cái hiệu ứng này đi Xóa hiệu ứng, xóa title đi Mình có một đoạn video này chẳng hạn mình sẽ xóa nhạc luôn uh, Ví dụ đây là cái đoạn video của mình chẳng hạn đúng không Mình đang muốn chỉnh cho nó ví dụ từ đoạn này uh, đây, ví dụ đoạn này đang nói thì không không cần làm gì. Nhưng mà bây giờ mình muốn là tăng tốc độ lên bởi vì đoạn này nói nhiều quá đúng không? Thì để tăng tốc độ thì mình sẽ làm như này, mình sẽ cắt cái đoạn mà video mình cần tăng tốc ra. Sau đó mình chọn vào video đó và mình sẽ ấn cái phím này ở trên timeline. Tức là phím speed, speed là để tốc độ. Ấn vào đây. Sau đấy mình chọn này, ở đây nếu mà mình chọn custom speed thì mình sẽ nhập được vào cái tốc độ mình cần. Cái còn không thì mình có mấy cái tức là mấy cái sẵn này. Ví dụ fast là tua nhanh, slow là làm chậm. Ví dụ mình muốn là tua nhanh, tua nhanh 4, 4 lần chẳng hạn. Thì mình nhấn vào đây, mình nhấn fast, mình chọn 4x. Đó, nó sẽ tua nhanh 4 lần. Để các bạn xem này. Tuy nhiên khi mình mình tua nhanh hoặc làm chậm ấy, thì nó thêm một cái hiệu ứng này nó hơi nặng. Thì mình sẽ phải render cái timeline, mình sẽ ấn vào nút này để mình render cái timeline. Để cho nó mượt hơn, chứ còn không thì nó sẽ play rất là giật. Tức là bạn không review được, review đoạn này thì bình thường này. Thế còn nếu mà review đến cái đoạn mà nó có tốc độ ấy, đó, nó sẽ bị giật này các bạn thấy bị khung hình nó bị giật thì mỗi lần nó giật các thứ thì bạn có thể nhấn vào nút này render review để cho nó mượt hơn khi render thì cái thanh này nó sẽ chuyển màu xanh nhé còn bây giờ nó đang màu đỏ này mình sẽ render cho các bạn xem 2000 years later Ok, sau khi render thì cái thanh này nó chuyển màu xanh thì bây giờ các bạn sẽ play được rất là mượt Đó, play Đó là tua nhanh tua nhanh thì đơn giản như thế thế còn tua chậm thì các bạn làm tương tự ví dụ ở đây sau khi nó có cái cái nút này nhé có cái màu hồng này tức là đã tua rồi thì các bạn có thể kích vào nó các bạn chọn nó trở lại normal tức là nó sẽ quay trở lại tốc độ bình thường mình chọn nó normal nhé đây là tua tua nhanh thế còn nếu các bạn muốn làm chậm ví dụ mình muốn làm chậm một đoạn này chẳng hạn ví dụ đoạn này nhé mình kéo lên đây đoạn này mình muốn tua chậm đây là đây là video bình thường này đó bây giờ mình muốn làm chậm nó đi thì mình sẽ chọn vào video sau đấy mình sẽ nhấn vào nút này nút speed rồi mình chọn slow Ví dụ mình chọn slow là uh, 0.5 thế là nó làm chậm đi một nửa đúng không video của mình đang bình thường bây giờ nó sẽ làm chậm đi 50% đây play đó rất là chậm đúng không đấy là cách đơn giản để làm nào để tua nhanh tua chậm ở trong uh, trong phần mềm Filmora ngoài ra ấy, thì nếu nếu như mà ví dụ mình xóa cái đoạn này đi uh, ngoài ra nếu như mà bạn muốn tức là bạn có thể dùng phím tắt để tua nhanh tua chậm ví dụ bạn dự, nhấn và giữ phím Ctrl các bạn đưa cái con chuột về cái mép của cái clip ấy, thì bạn sẽ hiện lên cái uh, cái vòng như kiểu về vòng đồng hồ ấy thì bạn khi mà bạn kéo về bên này thì là bạn sẽ là tua nhanh còn bạn kéo về bên phải tức là kéo về bên trái thì tua nhanh kéo về bên phải các bạn tua chậm đó, làm chậm đi làm chậm mà nó đang hiện đây này bây giờ nó đang là 0,59 này đó làm chậm đó, giữ phím control và dùng uh, con chuột để làm chậm đó đơn giản đúng không đấy là tua nhanh tua chậm uh, video cái còn cái tính năng tiếp theo mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thắc mắc đó là tính năng làm nào để xóa phông mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để xóa phông xanh ở Filmora nhé để xóa phông xanh thì bạn sẽ phải cần một cái nền và cần một cái video phông xanh các bạn nhớ là phải có video phông xanh nhé. phông xanh lá cây hoặc là phông xanh nước biển đều được nhưng nó phải là một màu thì các bạn sẽ dễ dàng bạn xóa phông được à, đây ví dụ à, cơ bản thì bạn sẽ đặt cái kim thời gian ở đây Sau các bạn đi trở lại phần media à, mình sẽ kéo video phông xanh xuống ví dụ ở đây thì có con khủng long này khủng long uh, một sừng này khủng long hay con tê giác này ai à, con tê con này này chả biết là con khủng long hay con tê giác con tê giác hay à, con khủng long ok con khủng long này nó là khủng long phông xanh đúng không bên mình play thì nó đang có cái phong xanh này mình muốn xóa đi thì ở trong Filmora rất đơn giản nhé bạn chọn vào cái clip sau ấy bạn chọn vào cái biểu tượng này gọi là green screen đó bạn chọn vào đây thế nó sẽ tự động nó xóa phông đi à, tuy nhiên là muốn xóa phong kỹ hơn thì các bạn chọn một cái bút chọn màu này chọn vào bút chọn màu này sau đó bạn chọn đúng cái màu xanh này đó nó đã xóa rồi. Nhưng mà các bạn nó nhìn thấy cái nền của cái phông này nó vẫn hơi mờ mờ đúng không? thì các bạn sẽ chỉnh cái thông số ở bên dưới. ví dụ cái phần offset này hoặc là tolerance hai cái này là thông số các bạn có thể chỉnh. À, bạn chỉnh cái tolerance này chẳng hạn tăng lên này, đó, bạn tăng lên thì cái màu nó sẽ mất cái nền đi hoặc cái offset này bạn cũng có thể kéo về bên trái hoặc bên phải này. nhưng mà tùy nhá. mỗi một cái video thì nó sẽ có mấy cái kiểu kiểu bẩn miếc, rồi ánh sáng những diễn khác nhau ấy thì các bạn phải làm việc với hai cái này offset và tolerance nếu như bạn muốn xem nó sạch hay không ấy bạn bật cái alpha channel này lên ấy bạn xem ví dụ như này trắng này tất cả trắng như này tức là nó đã rất là sạch rồi đấy. À, các bạn kích vào ok đấy à quên à, mà các bạn chọn lại cái video này bỏ cái alpha channel đi để bạn biết này à, ok như này à, sau khi có cái video phong xanh rồi bạn chèn lên rồi thì bạn muốn kích vào nó bạn cho nó bé bé lại hoặc đặt nó ở đâu thì đặt đây, Ví dụ ở bên cạnh mình có con tí giác này chẳng hạn Đây là phông xanh Đó, Hiệu ứng xóa phông Rất đơn giản đúng không nếu như bạn muốn làm nhiều con tê giác bạn nhấn Ctrl C bạn copy cái này xong bạn nhấn Ctrl V Bạn dán lên bạn đè nó lên thế là bạn có hai con tê giác đúng không? Tại vì phông xanh thì các bạn sẽ rất là dễ dùng đây, Kích vào đây hai con tê giác này để Các bạn có nhiều tê giác thì bạn cứ đè nó lên thôi đè lên à, Khủng long chứ nhầm Nói tê giác Đấy là làm nào để xóa phông. Em tiếp theo là làm nào để chỉnh màu video, tại vì à, nó cũng là một cái cơ bản. Tại Filmora ấy, thì thông thường nếu như các bạn mới dùng ấy, thì các bạn sẽ không muốn chỉnh màu. Tuy nhiên là có nhiều bạn làm video xong thì các bạn cũng muốn chỉnh màu một tí cho trông nó đẹp hơn, là thêm một cái à, lất màu các thứ cho cho nó kiểu video trông nó kiểu giống phim. Ấy. Thì để mà chỉnh màu ở Filmora thì rất là đơn giản. Ví dụ mình có cái clip này, clip này mình quay một GoPro nhé, GoPro 7 và cái cái profile của nó là flat đấy flat tức là nó sẽ chưa chỉnh màu chưa ép màu gì cả nó chỉ có mấy cái rất là kiểu rất là nhợt nhạt đấy thì các bạn có thể sẽ sử dụng mấy cái thao tác chỉnh màu được ví dụ để chỉnh màu thì các bạn sẽ chọn cái clip các bạn cần chỉnh sau đây các bạn sẽ chọn vào cái bảng màu này nó gọi là color correction này các bạn chọn vào đây sau đến phần đi phần color correction các bạn sẽ mở hẳn ra một cái cửa sổ tức là cửa sổ để các bạn chỉnh màu tuy nhiên là các bạn cũng có thể kích đúp vào cái video sau đó các bạn đi cái phần co chỉnh mấy cái cái gọi là uh, mấy cái cơ bản ấy tuy nhiên là mình nghĩ là nếu như các bạn muốn chỉnh màu thì các bạn cứ đi đến cái phần này cửa sổ này để các bạn chỉnh cho dễ đây là một cái cửa sổ thì ở đây là preview bạn có thể chọn cái chế độ này uh, chế độ view ở đây phần compare before after bạn chọn side by side chẳng hạn thì đây là cái clip gốc này uh, còn đây là cái clip sau khi bạn chỉnh thì muốn chỉnh thì các bạn kích vào nút này adjust nhé trong cái adjust này các bạn sẽ nhìn ở trên này nó có một cái histogram tức là cái biểu đồ phân bố ánh sáng các thứ của clip Nếu bạn hiểu muốn hiểu thêm về cái histogram thì các bạn có thể google các bạn tìm à, Tuy nhiên là mình sẽ không nói sâu Thế Còn phần chỉnh màu thì mình sẽ nói sâu rồi mình sẽ có thể đặt ở dưới mô tả hoặc là ở cái góc này về cái à, Cái hướng dẫn làm sao để chỉnh màu chi tiết Tuy nhiên ở đây mình sẽ à, Ví dụ mình sẽ chỉnh Trong phần color mình muốn đi vào phần color để mình chỉnh cái phần contrast bởi vì khi mà contrast là độ tương phản đấy, khi mà mình quay cái clip GoPro thì cái độ tương phản nó hầu như đã về không rồi, mình sẽ tăng cái độ tương phản lên, đấy, kéo lên, tăng độ tương phản. Đấy, các bạn nhìn đây cái clip này before và after này trông nó khác nhau rồi, đúng không? Thứ hai nữa là phần saturation mình cũng tăng lên một tí, Đó, kéo lên. Tức là tăng contrast và saturation mình đã gọi là chỉnh chỉnh được tương đối là clip nó trông nó đã khác rồi. À, Với thứ hai nữa là thứ ba nữa là mình đi vào phần light Line này sẽ gồm có Highlight và Shadow Mình ví dụ cái này mình sẽ tăng cái Highlight một tí Vì trông nó hơi bị tối Phần White mình cũng tăng lên một tí Ok à, Phần Shadow mình sẽ giảm đi một tí Giảm đi trông nó đúng màu đen à, Như vậy là tương đối ok rồi Ngoài ra có phần HSL Tức là hue saturation và luminance mình thích thì mình có thể chỉnh ở đây ok đấy là chỉnh màu thao tác chỉnh màu cơ bản mà chủ yếu là cái cái công cụ chỉnh màu ở trong Filmora thì nó chỉ như thế này thôi thế còn nếu như mà các bạn muốn chỉnh màu chi tiết hơn thì các bạn phải kiếm những cái phần mềm khác nó có những cái công cụ chỉnh màu ngoài ra thì để cái việc chỉnh màu ấy thì bạn có mấy cái preset để các bạn dùng nhé tức là các bạn có thể thêm lắt vào thêm những cái tức là cái lọc màu sẵn có sẵn vào à, nếu như mà các bạn không muốn chỉnh ở phần adjust này thì các bạn có thể thêm vào ở đây nó có phần phim uh, này ví dụ uh, blockbuster này các thứ này rất là nhiều nhé ví dụ mình có thể thêm một cái này uh, lomo này chẳng hạn đấy. đấy màu video của mình nó khác như này rồi tuy nhiên là mình thì thường mình không thích thêm mấy cái uh, lất màu này vào trông nó sẽ hơi giả ok nếu như mà bạn uh, thích cái màu này thì nó mình nhấn ok để quay ra ngoài thế thôi thế là chỉnh được màu video rồi từ cái màu mà nó kiểu nhợt nhạt như này chuyển thành cái màu ánh nắng và cam như này đây là cái màu video đó. Tương chậm đơn giản đúng không? Đấy là cái bộ chỉnh màu trong phim Mora. Và phim Mora 9 10 thì nó đều như thế thôi. còn cái bộ chỉnh màu này thì nó thiếu rất là nhiều thứ, nó không thể bằng được mấy cái phần mềm chỉnh màu chuyên nghiệp được. Tuy nhiên là các bạn có thể chỉnh được sơ sơ. Còn những cái video ví dụ như những cái, những cái video mà mình quay mà màu sẵn đẹp như này rồi bằng uh, xuất ra từ máy Canon rồi thì thôi còn chỉnh làm gì nữa. Đây chả cần chỉnh gì nó trông nó cũng đẹp rồi. Ok, đó là phần chỉnh màu. Thế còn uh, ngoài ra nếu như các bạn muốn chèn ảnh, chèn ước vào video thì đơn giản nhé Ví dụ ở đây mình có cái ảnh này mà mình có thể kéo xuống timeline, nó giống như là video ấy. Mình kéo cái ảnh xuống timeline, ví dụ ở đoạn này mình muốn chèn vào cái ảnh đó, Sau đấy mình nhấn vào cái ảnh nhé, nhấn vào cái ảnh, mình uh, thu bé nó lại à, Đặt cái ảnh ở đâu thì đặt à, Rất là đơn giản đúng không? Ngoài ra mình có thể thêm hiệu ứng, hiệu các thứ cho cái ảnh nữa cũng được Làm thế nào để thêm ảnh còn tất cả đấy là những cái thao tác cơ bản ở trong edit video trong Filmora cuối cùng là một cái công cụ nữa là công cụ crop ví dụ bạn có cái tấm ảnh nhé khi bạn đưa tham lai trông nó như thế này nó bị che mất cái này rồi đáng nhẽn là nó phải full như thế này cơ thì các bạn có thể chọn cái công cụ crop nhé chọn cái ảnh sau đó bạn chọn crop thì bạn chỉnh lại à, bây giờ mình sẽ chỉnh ăn crop này đó xong mình chỉnh cái khung này à, chồng cho nó ra nó full màn hình kích vào ok đó, vậy là cái ảnh nó đã trở về thông thường rồi đó, crop ảnh À, nếu như bạn muốn crop video thì tương tự như vậy bạn đưa cái clip xuống tham like. à, sau bạn kích, uh, kích đúp vào à không các bạn chọn vào sau đó bạn nhấn vào cái crop bạn à, bè bạn không muốn uh, cả như này nữa mà bạn chỉ muốn crop một cái đoạn này thôi Ví dụ crop vào mặt mình chẳng hạn mình nhấn vào ok đấy là làm nào để crop ảnh và crop video à, rất là đơn giản đúng không đấy crop video ấy video nó còn có một đoạn như này Đấy, tất cả những cái thứ mà công cụ các thứ các bạn cần biết khi bạn à, làm quen với phần mềm Filmora đến cuối cùng là các bạn muốn xuất bản video ra thì sẽ như thế này à, bây giờ kích vào OK à, khi mà xuất bản thì bạn sẽ có cái nút này Export video nhé à, nhưng mà trước khi Export video ấy thì các bạn nhớ là các bạn sẽ phải đăng nhập vào cái à, tức là cái thông tin tài khoản của các bạn tài khoản miễn phí hoặc là tài khoản có bản quyền thì đều các bạn phải đăng nhập vào các bạn mới có thể Export được nếu như là bạn nào muốn mua bản quyền hay gì ấy, thì mình sẽ đặt cái thông tin mà muốn mua bản quyền mã giảm giá các thứ ở dưới phần mô tả các bạn có thể xem Thế còn nếu như là bạn muốn tạo một cái tài khoản miễn phí mình cũng đặt luôn ở phần mô tả để các bạn uh, có thể xem được những cái video đấy hướng dẫn tạo một cái tài khoản miễn phí để cho các bạn tạo các bạn nhấn vào đây export này Đó, sau khi nhấn vào export các bạn sẽ chọn là phần local nhé phần uh, local các bạn chọn mp4 À, ngoài ra nó có nhất rất là nhiều những cái định dạng khác ví dụ bạn muốn chỉ chỉ xuất tiếng không thôi thì bạn chọn vào MP3 nhưng mà bình thường ấy để up lên YouTube hoặc là chia sẻ với bạn bè thì các bạn nên ấn vào MP4 ở đây nó có device là chọn theo thiết bị và YouTube, BBO, DVO, DVD. À, YouTube và Vimeo, DVD, YouTube, Vimeo là bạn phải đăng nhập vào cái tài khoản của bạn sau đấy Filmora nó sẽ up video lên YouTube cho bạn nhưng mà thôi tốt nhất là mình khuyên các bạn không nên dùng tại vì dùng cái này nó rất hay bị lỗi các bạn chỉ cần chọn local đấy, các bạn chọn MP4 ở phần này, ấy, ở phần uh, cài đặt này ấy, thì bạn sẽ đặt tên cho cái video của bạn Video ví dụ uh, Video ví dụ bạn gõ vào Sau đây xếp tu là tức là bạn sẽ lưu cái file export này ở đâu à, Bạn có thể chọn cái này Sau đó bạn chọn một cái nơi ở trên máy tính của bạn Để các bạn có thể lưu file Ở đây mình đã tạo cho nó một cái Filmora uh, 10 Sau đó mình tạo một cái thư mục export rồi Mình chọn cái folder này Mình nhấn vào select folder uh, Tiếp theo là các bạn sẽ đi vào phần cài đặt nâng cao À, phần setting ở phần setting này các bạn sẽ chọn thằng quality là best nhé quality là best để cho bạn xuất xuất bản ra video là tốt nhất chất lượng ok nhất à, còn một cái nữa là cái phần bitrate bitrate như thế nào thì mình cũng hướng dẫn các bạn rồi tuy nhiên là các bạn chỉ chọn cho mình là cái bitrate này các bạn chọn cho từ 15.000 15.000 kbps đến 30.000 nhé thì các bạn sẽ được cái chất lượng video ok ổn à, mình chọn 15.000 và các bạn nhấn vào ok phần audio không cần quan tâm rồi các bạn nhấn vào export Ờ, sau khi sau khi export thì các bạn đợi một lúc để các bạn có thể view được cái video mà đã export ra. Ok, Thế còn uh, sau khi mình uh, xuất bản ra mình sẽ đặt cái video này ở phần cuối video để cho các bạn uh, xem mấy cái mà mình ss linh tinh vào. Đấy là tất cả những cái tính năng cơ bản cần thi cần thiết cho các bạn làm quen với phần mềm Filmora. Uh, mình hy vọng là video này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Còn nếu như các bạn muốn xem tất cả những cái video khác về Fimora ở trên kênh của mình, mình sẽ đặt cái playlist, tức là playlist sẽ gồm bao gồm tất cả những video của mình về Fimora ở phần dưới phần mô tả để các bạn có thể xem. À, nó rất là nhiều. Tuy nhiên là nếu như các bạn mới mới làm quen với phần mềm ấy thì các bạn chỉ cần xem có thể xem một video này thôi các bạn bắt đầu bạn thực hành được rồi còn bạn muốn tìm một cái video nào trên YouTube của mình ấy thì bạn cứ gõ vào cái từ khóa các bạn muốn tìm uh, tính năng nào các bạn muốn làm ấy có thể gõ tên tên, tên kênh của mình E-Learning Supporter vào thì các bạn sẽ tìm thấy ngay cái video bạn cần thôi còn không thì mình có thể hỗ trợ các bạn qua Zalo, Facebook các thứ rất là đơn giản. Uh, OK, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.